Xin kính chào quý anh chị đã quay trở lại với kênh review bất động sản thực tế Thành Len. Trước mặt quý anh chị đây chính là toàn bộ hình ảnh khu tái định cư Long Đức vào ngày mùng 2 tháng 10 năm 2024. Quý anh chị đang được nhìn thấy Thành Len đi trên tuyến đường song hành song song với tuyến đường Long Đức Lộc An. Và bên tay trái chúng ta sẽ để ý có cây cầu Long Đức Lộc An, sau này là cầu vượt quý anh chị nhé. Đây chính là tuyến đường chính đi vào khu tái định cư quý anh chị ạ. Với tổng quy mô dự án khu tái định cư này là 30 hectare, cung cấp ra thị trường 830 nền. Quý anh chị đang được nhìn thấy đây chính là tuyến đường chính và diện tích sẽ dao động từ 5 x 25 và 5 x 20, 5 x 30 và 5 x 32 quý anh chị nhé. Ở đây sẽ có những lô góc thì diện tích nó sẽ lớn hơn một xíu và trong này thì không có nhà vườn. Chúng ta cũng đang được thấy rằng khu tái định cư Long Đức dành cho cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu bây giờ đã có dân về ở rồi quý anh chị nhá, đang xây nhà. Trong này đang xây khoảng chục căn quý anh chị ạ. Quý anh chị đang được nhìn thấy đây chính là vị trí những tuyến đường ở trong nội khu. Và khu tái định cư này thì Thành Len đánh giá cực kỳ cao. Khi mà sự tiềm năng phát triển của Long Thành sắp tới thì cực kỳ là VIP luôn. Do thời gian gần đây Thành Len bận con nhỏ cũng như là máy tính bị trục trặc nên không thể làm nhiều cái video cập nhật thông tin cho quý anh chị được. Từ nay Thành Len sẽ cập nhật nhiều thông tin về quy mô phát triển của Long Thành và Nhơn Trạch để quý anh chị có thể nắm bắt được những cái thông tin cũng như là nắm bắt được vị trí để chúng ta đầu tư. Quý anh chị sẽ thấy một Long Thành và một Nhơn Trạch thay đổi mới. Và đặc biệt là Thủ tướng Chính phủ đã về và ký quy hoạch cho tỉnh Đồng Nai, cũng như chúng ta sẽ nhận thấy sự quan tâm của Đảng và Trung ương đối với Đồng Nai quý anh chị nhé. 10 năm vừa qua là mức bộc phá của tỉnh Bình Dương và Đồng Nai thì hầu như là nằm yên trong sự chờ đợi. Tuy nhiên tính tại thời điểm bây giờ là sự thay đổi của Đồng Nai và sự quan tâm của nhà nước, chúng ta cũng sẽ thấy những cái thông tin về cơ sở hạ tầng, về các kết cấu để đồng bộ cho sân bay, các tuyến đường lớn đang làm tại Đồng Nai. Và đặc biệt là tình hình chung của cả nước thì chúng ta đang thấy những đại công trường đang có kế hoạch để triển khai, như là ngày hôm qua thì chúng ta đã có cái thông tin đó chính là lên kế hoạch và xây dựng tuyến đường sắt Bắc Nam, tuyến đường sắt cao tốc Bắc Nam quý anh chị nhá. Như vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái cơ sở hạ tầng của Việt Nam của chúng ta đang dần dần thay đổi, và đặc biệt là Đồng Nai nói riêng. Đồng Nai sẽ có sân bay quốc tế Long Thành, sân bay lớn nhất tại Việt Nam ở huyện Long Thành. Và hiện tại thì quý anh chị cũng đã biết rằng là Đồng Nai không có một tuyến đường nào gọi là đẹp cả. Với những cái tuyến đường Đồng Nai, Thành Len có thể kể tên như là tuyến đường Phạm Văn Thuận, rồi tuyến đường Đồng Khởi, rồi chúng ta cũng sẽ có tuyến đường Nguyễn Ái Quốc. Đấy là những cái tuyến đường chính của thành phố Biên Hòa. Và những cái tuyến đường mà lớn chính của tỉnh thì chúng ta sẽ thấy quốc lộ 1A, quốc lộ 51 và quốc lộ 20. Như vậy thì những cái tuyến đường này là những tuyến đường huyết mạch của tỉnh Đồng Nai. Thì chúng ta sẽ thấy là quốc lộ 51 thì rất là lớn, 10 làn xe nhưng luôn luôn kẹt xe và đường rất là xấu. Tuy nhiên thì không thể sửa lại đại trà được bởi vì lý do là tuyến đấy là tuyến trọng điểm. Và do không có những cái tuyến đường phụ tải cho nên là không thể sửa lại được một cách ồ ạt quý anh chị nhá, cũng như là hầu như sửa chóc vá. Và tuyến đường thứ hai là quốc lộ 1A thì đương nhiên là tỉnh nào cũng sẽ có cái tuyến đường này đi qua rồi, phải không ạ? Và tuyến đường thứ ba là tuyến đường quốc lộ 20 thì tuyến đường để cung cấp cho Đồng Nai đi lên các cái tỉnh miền Tây Nguyên, và hiện tại thì đấy là những cái tuyến đường chính của tỉnh. Còn về tuyến đường kết nối giữa các huyện với nhau thì chúng ta không thấy những tuyến đường đẹp nhé. Đồng Nai đường rất là nhỏ và người ta nhắc đến Đồng Nai là nhắc đến cái tuyến đường nhỏ và thành phố về thủ phủ khu công nghiệp. Nhưng giai đoạn gần đây thì chúng ta thấy là Đồng Nai không có nhiều sự phát triển. Tuy nhiên cho tới thời điểm bây giờ thì Đồng Nai lại có một cái bước tiến mới và hầu như thì sẽ được nhà nước quan tâm rất là nhiều qua cái việc là ngày 24 tháng 9 năm 2024 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ký quy hoạch định hướng cho Đồng Nai từ năm 2021 cho tới năm 2035 và định hướng tới năm 2045. Như vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng cái quy hoạch được phê duyệt rất là bài bản, cũng như là chú ý về cái việc là tạo nên công ăn việc làm và an sinh xã hội quý anh chị nhé.
cũng như là Đồng Nai sẽ được rót vốn khá là nhiều. Giai đoạn đầu tiên thì sẽ được rót vốn là 6 tỷ đô để xây dựng các cái quy hoạch cũng như là phê duyệt 17 dự án quý anh chị nhé. Như vậy thì chúng ta sẽ thấy là Đồng Nai cực kỳ được ưu ái luôn quý anh chị ạ, để đồng bộ cho một sự phát triển và không bị kìm hãm phát triển của sân bay quốc tế Long Thành, thì Đồng Nai sẽ làm những cái tuyến đường hạ tầng để kết nối đồng bộ cho các cái tỉnh ven và lân cận của Đồng Nai đến di chuyển đến cái sân bay quốc tế Long Thành, và cũng phục vụ cho cái lượng di chuyển qua lại, đặc biệt là khách du lịch. Như vậy thì sắp tới Long Thành sẽ là cái nơi mà có cái nguồn tiền đổ về rất là nhiều từ cái việc mà sân bay quốc tế Long Thành xây dựng và đưa vào hoạt động, thì sẽ sinh ra nhiều cái dịch vụ rồi là công việc ở Long Thành, cũng như là cái việc mà di dân từ nhiều nơi đến Long Thành, cũng như chúng ta sẽ nhìn thấy Long Thành bây giờ rất là nguyên sơ quý anh chị nhé, đang trong quá trình phát triển các cái tuyến đường thì đang làm, nhưng xung quanh Long Thành thì phải nói là dân cư đang rất là nghèo quý anh chị ạ, dân cư đang rất là nghèo, đời sống đang rất là yếu kém. Như vậy thì nhà nước của chúng ta sẽ rất quan tâm và chăm sóc Long Thành này để vực dậy, đặc biệt là có sự giao thương qua lại và mọc thêm nhiều dịch vụ từ cảng hàng không, và cái ngành du lịch cũng sẽ đổ dồn về Long Thành bởi vì sẽ có lượng du khách rất là lớn. Tuy nhiên thì họ sẽ di chuyển tới các cái khu du lịch ở khu nào, khu vực nào mà họ cần đến, nhưng khi họ xuống sân bay ở đây thì chắc chắn họ sẽ sinh hoạt cũng như là khám phá cái khu vực địa phương nơi đây. Cho nên sắp tới Long Thành về mảng du lịch, dịch vụ hay là về tất mọi thứ thì sẽ rất là bùng nổ quý anh chị nhá. Giống như là các khu công nghiệp này, thì như vừa qua ngày 24 tháng 9 thì Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt hai khu công nghiệp ở Long Thành quý anh chị nhá. Khu nghiệp Long Đức 3 mở rộng và khu công nghiệp Tân Hiệp. Hai khu công nghiệp này thì đều thuộc công ty con của tập đoàn Gold Long Thành của Bắc Kiểm quý anh chị ạ. Như vậy thì rất là chúc mừng Bắc Kiểm nhá. Đây là thời của Bắc Kiểm rồi. Một người đi ra từ quân đội và làm kinh tế cực kỳ giỏi, cho nên là được nhà nước và quân đội ủng hộ rất là nhiều. Và sắp tới thì có hai dự án này nữa thì cực kỳ là tuyệt vời quý anh chị ạ. Chúng ta cũng sẽ thấy rằng là Long Thành sẽ lột xác quý anh chị nhá. Quay lại câu chuyện là tái định cư Long Đức. Tái định cư Long Đức là cái điểm mà đầu vào của thành phố Long Thành, và sau này tái định cư Long Đức cũng sẽ là thuộc thành phố Long Thành quý anh chị nhé. Để mà có cơ sở hạ tầng hoàn thiện và đẹp như vậy, và chắc chắn là cái việc mà vị trí di chuyển rất là thuận lợi như thế này, giá bán bây giờ dao động từ 2 tỷ và đóng thuế khoảng 500 nữa là 2 tỷ rưỡi, thì đây sẽ là cơ hội để quý anh chị mua và định cư ở đây quý anh chị nhá. Thành Len thì đang có những bất động sản đây, mà quý anh chị nào đang có nhu cầu mua hay đầu tư thì liên hệ Thành Len quý anh chị nhá, bởi vì đây là một cơ hội đầu tư thực sự luôn quý anh chị ạ. Diện tích ở đây thì sẽ là từ 100 đến 125 đến 130 mét vuông. Quý anh chị nào đang có nhu cầu thì liên hệ Thành Len. Hôm nay Thành Len cập nhật hình ảnh thông tin mới nhất để quý anh chị thấy được những căn nhà đã xây được như vậy rồi quý anh chị nhá. Và Thành Len sẽ kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý anh chị đã xem video này. Nếu quý anh chị đang có nhu cầu đầu tư hay mua địa định cư tại Long Thành, hay là mua một lô để sau này cho con cho cháu về đây, thì hãy liên hệ Thành Len quý anh chị nhá.